cho chị cũng dọn được. Rồi à, cái năm đó là năm 1978, má với cậu sống ở 38 Bạch Dân, lúc đó thì về đoàn cái Lamenter rồi. Thì à, không có xe đi, cái này về nhà cậu ba của cậu á, mượn chiếc xe Honda Cúp 90, à, Honda 90 đi xuống để có xe tới xe lui. Lúc đó hai anh em nghèo lắm, không có tiền mua chiếc xe luôn, hát một đêm có 10 đồng mà. Rồi mượn chiếc xe của ba đi. Thì cái trụ sở 38 Bạch Dân thì có ba hộ ở, một là hộ của chú Văn mà đàn organ, với lại một gia đình nữa tạm thời giấu tên má không có nói ra. Thì một cái người đó là hát hề, con vợ thì hát đầu chính. Thì má với cậu ở trên lầu 3, thì cái hai người đó thì ở lầu 2, nhưng mà một người thì ở nọt gan thì ở bên ngoài căn cái phòng ngoài, còn người đó ở phòng trong. Thì đến nó đi hát cũng về xong đàng hoàng rồi, cái tự nhiên ngủ đêm sáng ngày cái mất chiếc xe của ba đi. Và xe đó đã nhiều tiền lắm, cái đi thưa công an. Thì tính ra ba hộ như vậy đó, mà cái hộ của anh Văn mà organ đó thì lại khó khăn hơn má với cậu nữa. Rồi thì nói chung ra thì công an được điều tra, thì cái người mà lấy chiếc xe đó, tại họ chơi cái trò tâm lý cao, họ lấy luôn cái chiếc xe của anh organ, mà lại cái chiếc xe của gia đình nghệ sĩ đó lại còn. Thành thử ra công an cứ nghi ngờ người đó, mà má với cậu cũng không có nghi ngờ, nó không biết ai đâu, không biết ai nghi ngờ đâu. Thì cái đêm đó cậu vô cậu hát, thì đi làm nghệ thuật đó, thì rất tin tổ nghiệp lắm. Mà cái anh organ đó thì ảnh lại là đạo Thiên Chúa. Cái tối đêm đó cái ảnh vô trong hội trường, cái ảnh lại ngay bàn thờ tổ đó, ảnh đốt nhang ba cây nhang ảnh đốt. Thì cậu vô tình cậu nghe, nói cậu ơi, con là người ngoại đạo, con không phải là người đạo Phật, nhưng con tin tưởng chỗ xui khiến làm sao là cho Thanh với Linh tìm ra ánh sáng cái người nào ăn cắp chiếc xe đó. Thì cậu Năm mới về nói chuyện với má, nói thôi mình đừng cái đặt vấn đề ai hết, thấy nói như vậy là mình đã nghi rồi, nhưng mà để coi tình hình nó như thế nào. Thì má có con heo bằng thủy tinh, nó heo bằng men á, thì má một ngày má chỉ bỏ trong đó được một đồng thôi, một đồng nha. Để chi biết không, để khi lâu lâu cái đập ra vậy đó, là cái mua được cái này mua được cái kia. Cái thì thường thường con biết ông, má con biết ông đi tối về ăn thì ăn chung, tại vì cô Đức cô Đào Chính rồi cậu hát kiếp chính thì Đức cũng thân lắm, ăn chung. Thì má không ăn, thường thường má đi ăn giặt chứ đâu, ngoài đường chút xíu thôi, về mua hủ tiếu cho cậu thôi, còn má thì ăn buổi đời. Cái cậu mới đưa ra cái chiêu bài, cậu ngồi cậu ăn, thì cậu mới nói với hai người vợ chồng người đó, cậu nói để tôi làm cho anh Thanh mày bất ngờ luôn nha, ngày mai tao sẽ đập ống heo ra. Cái người đó hỏi ống heo bao nhiêu tiền, thì cậu mới nói là ống heo đó, và tao theo là anh nghĩ là bả chắc bả bỏ đâu cũng được khoảng chừng mười mấy hai chục ngàn. Mà con biết hồi ngày mười mấy hai chục ngàn hồi thời năm 77 lớn lắm. Cái cậu nói gì xong cái cậu lên cậu nói với má. Thì thường ngày á thì cậu đi tập tuồng ở Minh Tơ, hát ở Quốc Thanh, thì má ra ngoài chợ đông má bán. Má cậu xong rồi cái cậu đi cậu hát xong cậu mới về trước, thì má về sau mới mua đồ ăn nọ đó, cái má về má nấu ở nhà. Cái bếp điện mà có cái lò xo đó đỏ lò mày nè, với được cái tủ lạnh nha, xíu tủ lạnh có một ngăn mà nó bây giờ tính ra bằng cái thùng nước đá mình thùng mà để đông lạnh gì đó. Cái cậu mới nói thôi giờ ngày mai Linh với Thanh dở chiêu nha, sáng sớm hai đứa mình đi xuống thang lầu luôn, tại vì má đi xuống thang lầu là đi ngang cái phòng đó.
đó, hai đứa mình đi xuống luôn, rồi để coi xong mày tìm cách nào mày quay trở ngược lên. Thì má hồi xưa má nói, ốm mà má nhỏ con mà má nhanh như con treo vậy đó. Thì vừa xuống má vừa khuất xong á, thì má lấn bên hông cậu, má đi lên trên lầu liền. Thì má mới đi ra ở ngoài hành lang, vậy cái trên hành lang nó có cái cửa sổ, cái cửa chính. Thì cái bàn đó thì má để gần cái cửa chính á, thì má núp xuống. Má núp xuống để má rình coi cái người này nó có lên cửa, mà cái cửa của má không có khóa. Tại đâu có tài sản gì đâu mà khóa, chỉ có cái xưa có cái nó như cái móc vậy đó, cái cửa mà cửa sắt đẩy mình đẩy cái gập rồi nó dính vậy thôi. Thì má vừa ngồi xuống chưa đầy 5 phút thì má trên mà nhìn xuống thì thấy cái anh đó, ảnh đưa con vợ ảnh đi, ảnh mình mở cửa ra, ảnh đưa con vợ ảnh đi vô đoàn để đập tuồng chung với cậu. Thì bắt đầu ảnh quay về, thì má thấy, má nhìn trên lầu ba, má nhìn xuống thấy quay về rồi, cái má núp xuống nữa, má núp bên nằm, má ngồi sát, má không cho lú cái đầu ở ngay cái cửa sổ, sợ ánh sáng mặt trời buổi sáng thì nó rọi vô thì là thấy cái bóng, má mới núp, má khờ nó mới núp vậy nè. Thì má tự nhiên có má nghe cái cửa cái cốc, thì má biết mở cửa rồi, mà sao má không nghe sột sạt xịt sột vậy trơn trọi. Má nghĩ chắc có lẽ là má ngồi vô ý, má đưa cái đầu lên thấy người ta nhìn thấy cái bóng ta đi xuống. Thì má vô tình má bước có 3 bước thôi thì cái người đó ngồi ngay cái cửa chính, họ lấy cái nhíp, họ cầm con heo, họ ngồi gấp ra. Cái má phát hiện, má quýnh, má nói ăn trộm nha. Thì má cũng sợ đó, má nhỏ con lắm, má cũng sợ người đó có những hành hung mà mất công mà nó đánh mình hay gì, mình đánh đâu có lợi nó đâu. Cái má chạy, má đứng ở thành lam, má nói ăn trộm. Cái má chạy xuống dưới thì ở lối xóm á, người ta mới lại là phát hiện ra, mới kêu lại cái công an đến. Đến cái cậu đi với một người bạn ra chợ ở đông ngồi chờ má. Cái cậu nói, ủa sao lâu quá nghe không thấy bà Thanh bà ra chợ ta, chắc có vấn đề gì ở ngoài rồi. Thì cậu mới kêu giờ bạn cậu trở về tới cái ngã tư ngã ba An Bình với đây Phó Tư An Bình Bạch Dân. Thì cậu thấy ở dưới nhà quá trời người ta đông mà có công an. Thì cậu nói rồi xong rồi tới công chuyện rồi. Thế con biết ông cái cuối cùng rồi đó mới khai là lấy cái xe đó bán. Nhưng mà con biết khi mà ra công an rồi thì cũng tình nghệ sĩ với nhau, cái má với cậu đâu có làm khó đâu. Thì cái cô đó hát một đêm á, là chỉ được có 8 đồng hay 8 ngàn gì đó, má không nhớ cái tiền xưa lắm rồi. Thì góp lại cho má đêm có 2 đồng 2 ngàn gì đó, mà góp đâu có mấy tháng đâu có hết chiếc xe mấy lượng vàng làm sao góp hết. Rồi cổ mới nghỉ xong rồi hai má với cậu đâu có tiền đâu, về mà ăn nỉ ba, rồi nói với ba thôi để chừng nào tụi con hát có tiền lâu lâu và đưa cho ba 1 chỉ 2 chỉ đó, rồi mới đi gom góp tiền mua được chiếc xe BC. Là chiếc xe BC đó Linh Tâm có kể cái bữa đám cưới đám sinh nhật của má đó, chiếc xe BC mà mới chở Linh Tâm, chở luôn cậu lên chốc cầu chữ Y. Xe đạp đâu có đổi đâu, má phải phụ má đạp. Mà bấm ba gặp công an, rồi Linh Tâm còn nhắc nói trời. Rồi anh Thanh có mắt ánh sáng dữ lắm. Vừa gặp công an xa nó xuống đi, nhảy xuống. Đó, cái câu chuyện nó vậy đó, gọi là câu chuyện ăn trộm đó nha con. Ngày mai.